Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón xem bản tin thời tiết nông vụ ngày 26 tháng 6 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, vào ngày mai, thời tiết ở khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ sẽ chuyển xấu. Trời nhiều mây cả ngày và sẽ có mưa bất chợt. Mưa rào và chiều tối sẽ tăng lên, xuất hiện mưa vừa và mưa to. Bà con cần phải đề phòng ngập úng vào những thời điểm này. Thời tiết chuyển mưa nhiều ở những khu vực này sẽ là nguyên nhân gây nên bệnh thối rễ trên nhiều diện tích trồng cây bơ. Đây là loại bệnh nguy hiểm, lây lan nhanh và phát triển mạnh trên đất ẩm, thoát nước kém. Khi cây bơ bị thối thì rễ sẽ có các triệu chứng như sau. Thứ nhất, đó là lá nhỏ, xanh nhạt hoặc là màu vàng, thường héo rũ với đầu lá úa nâu. Tán lá thì thưa và ít lá mới. Nhiều cành nhỏ trên ngọn bị chết. Cây bị bệnh thì vẫn mang nhiều quả nhưng mà quả thì rất nhỏ và năng suất thấp. Cây bệnh ít ra rễ tơ nhiễm bệnh màu đen và dễ gãy cũng như là sẽ dễ chết. Sau đây thì chúng tôi xin gợi ý cho bà con một số biện pháp phòng trừ bệnh tổng hợp bằng các biện pháp canh tác như sau. Trước tiên đó là phải vệ sinh đồng ruộng, có biện pháp tiêu thoát nước ngay khi nước ngập hay là mưa nhiều ngày. Bón phân đạm, phân gia súc vừa phải, hạn chế di chuyển tự do gần vùng bệnh. Bà con cũng nên lưu ý đó là để có thể hạn chế được bệnh phát sinh ở các vụ trồng mới thì cần phải chọn trồng cây trên đất thoát nước tốt, tạo mương rãnh thoát nước, vun gốc trồng trên luống cao, không dùng cây giống có nguy cơ chứa nấm bệnh, không trồng lại ngay trên vùng có bệnh. Và tiếp tục đến với những thông tin thời tiết. Thưa bà con, hiện tại thì ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ thì đều duy trì tình trạng nắng nóng. Cụ thể đó là ở Bắc Bộ vào ngày mai, với sự hoạt động mạnh hơn của vùng áp thấp nóng thì nắng nóng sẽ bao trùm trên toàn miền với nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng là từ 35 cho đến 37 độ. Một vài nơi thì còn cao trên mức 37 độ. Đến với miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa cho đến Phú Yên, ngày mai thì nắng cũng sẽ xuất hiện sớm và nền nhiệt vẫn ở mức cao, dao động trong khoảng là từ 36 cho đến 38 độ. Khu vực vùng núi phía Tây có nơi còn lên đến mức nhiệt là 39 độ. Riêng phần cực Nam của Trung Bộ, các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào cho đến khu vực của Bình Thuận thì nhiệt độ ngày mai vẫn có phần thấp hơn và ở mức là từ 33 cho đến 35 độ. Thưa quý vị và bà con, nắng nóng ở Trung Bộ kéo dài những ngày qua, ít nhiều đã gây ra bất lợi cho sản xuất nông nghiệp. Mưa ít, nắng gắt xuất hiện liên tục khiến cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp trên khu vực gặp khó khăn về nguồn nước tưới cho cây trồng, cũng như là các dịch bệnh thì dễ bùng phát mùa nắng nóng trên vật nuôi. Vì thế mà bà con nên chủ động có các biện pháp như là tiết kiệm sử dụng hợp lý nguồn nước tưới, cũng như là chú ý chăm lo nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi. Tiếp theo, mời quý vị và bà con cùng đến với những dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước. Thưa quý vị, với các tỉnh thuộc khu vực phía Tây Bắc Bộ, tại đây thì có mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 cho đến 37 độ và độ ẩm trung bình là từ 80 cho đến 85%. Tại khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ban ngày thì còn có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 cho đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là 35 cho đến 37 độ và độ ẩm trung bình là từ 75 cho đến 80%. Còn đối với các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, tại đây thì mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa ở vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ, mức nhiệt cao nhất là 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ và độ ẩm trung bình là từ 78 cho đến 83%. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, ở phần phía Bắc thì còn có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 35 đến 37 độ và độ ẩm trung bình là từ 78 cho đến 83%. Khu vực vùng cao Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm thì có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 cho đến 32 độ và độ ẩm trung bình là từ 85 cho đến 90%. Đối với các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 cho đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là 31 đến 34 độ và độ ẩm trung bình là từ 85 cho đến 90%. Bản tin thời tiết nông vụ ngày 26 tháng 6 của đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn quý vị trong các bản tin tiếp theo.